Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Honda Hàm Đức nha. Thì trong clip ngày hôm nay, Nhuận sẽ review cho các bạn một cái dòng tay ga ha. Thì các bạn cũng đã biết rồi, thì dòng xe SH Mod trong thời gian hiện tại là tất cả các cửa hàng, bao gồm những cửa hàng nhỏ lẻ là cũng như là đã cạn hàng, khô hàng, không có dòng xe, không có xe luôn nha bạn. Có những cửa hàng thì có xe nhưng mà cũ rất là ít, và có những cửa hàng là không có xe luôn. Thì theo thông tin được nhận biết là dòng xe SH Mod và dòng xe Vision thì sẽ không có hàng, và tới khoảng đầu tháng 8 mới bắt đầu có hàng lại nha các bạn. Thì cửa hàng bên mình thì nói chung là cũng bắt đầu thiếu hàng, nhưng mà bên cửa hàng bên mình sẽ còn những cái phiên bản màu độ như thế này ha. Thì ở ưu điểm của những dòng độ này là nó sẽ không bị trùng màu với những phiên bản màu zin của Honda, và đồng thời là màu sơn nó sẽ khác biệt hơn. Các bạn thấy là màu sơn cực kỳ khác luôn. Đây là một phiên bản màu xám xanh xi măng ha, và cửa hàng bên mình độ lại, và cái màu sơn này theo cá nhân nhìn thấy là nhìn rất là đẹp luôn. Và song song với đó, khi các bạn mình sở hữu dòng xe này thì các bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành màu sơn lên đến 3 năm các bạn. Ví dụ như là mình sẽ bảo hành theo cửa hàng ha, thì hệ thống bên mình là 13 hết. Thì từ đây lên, từ Sóc Trăng cho đến Cần Thơ, khi các bạn mua xe thì những dòng phiên bản độ này thì có nhu cầu về bảo hành thì mình có thể là đến ngay trong hệ thống bên mình, thì hệ thống bên mình sẽ thực hiện chế độ bảo hành cho các bạn về màu sơn ha. Rồi, thì ở phiên bản này là thông qua clip ngày hôm nay là Nhuận sẽ báo giá của dòng xe SH Mod trong thời điểm hiện tại, chương trình khuyến mãi, và cuối cùng là những cái chương trình trả góp để các bạn mình dễ dàng cập nhật nha. Rồi, trên màn hình các bạn đang xem là phiên bản màu xanh xám đen ha. Thì phần đầu xe các bạn thấy được cửa hàng bên mình thiết kế là full màu xanh luôn ha. Full màu xanh luôn. Thì nhìn thấy các bạn cũng biết rồi, thì các bạn trong thời gian qua các bạn thấy trên trang mạng rất là nhiều luôn, từ Facebook nè, Instagram nè chẳng hạn, hoặc là TikTok chẳng hạn, thì ở những trang mạng này đưa những thông tin SH Mod màu sơn độ rất là nhiều luôn. Và đặc biệt hơn là màu sơn rất là hot, thì màu này là cực kỳ hot luôn nha các bạn. Nhìn thấy rất là đẹp luôn. Và ở phiên bản này sử dụng là SH Mod 2022, đây là phiên bản 2022 ha, là sử dụng là bóng đèn là bóng đèn LED nha các bạn. Thì với bóng đèn LED như thế này thì khi các bạn sử dụng trong đêm tối thì với cường độ ánh sáng rất là mạnh luôn, cho nên là các bạn sử dụng rất là dễ dàng quan sát khi điều ban đêm ha. Và cái phần này kế tiếp là cái phần mặt nạ nè các bạn. Cái mặt nạ là lấy ý tưởng từ những cái lọ nước hoa cao cấp nè các bạn. Đây, phần bên trong này các bạn nhìn thấy họ rất là giống cái lọ nước hoa ha. Đó, thì đây là biểu tượng của phái đẹp mà, cho nên là dòng SH Mod này sẽ thiên về những cái thông số của phái đẹp ha. Rồi, bên đây là sử dụng là dải đèn demi và dải đèn là xi nhan ha. Xi nhan trái nhìn phải nhìn thấy nó liền khối luôn nha. Nhìn thấy xe mình rất là duyên dáng, rất là đẹp luôn, nhìn thấy rất là thời trang ha. Còn ở phần phía dưới là phần này là cái phần LED bên trong, và nó có giống như là cái dãy dây chuyền nè các bạn. Nhìn thấy những dây chuyền kim cương lấp lánh nè, nhìn thấy cực kỳ sang trọng luôn nha các bạn. Và cái phiên bản này nó sử dụng là phanh ABS nha các bạn. Thì đối với các bạn nào đã tìm hiểu về cái ABS của Honda thì các bạn đã biết rồi. Thì Nhuận sẽ nói sơ qua ha. Cái ABS chính là cái găng nhỏ ở trong nè, nó có cọng dây truyền cảm ứng lên trên. Thì cái này là nó sẽ khi các bạn mình có sử dụng xe mà lại có thắng gấp đó các bạn, thì với cái ABS này nó sẽ hoạt động và nó sẽ chống trường hợp, ví dụ như là chống bó cứng phanh khi mình có thắng gấp ha, đem lại sự an toàn tuyệt đối cho chủ sở hữu nha các bạn. Rồi, cái phần ở bên này thì có cái phần tem bên mình độ luôn ha. Đây, cái phần này là tem sơn luôn ha các bạn. Đó, nhìn thấy không có một cái đường kẻ nào cả, nhìn thấy các bạn thấy rất là liền lạc luôn ha. Thì ưu điểm của cái dòng sơn tem này là khi mình sử dụng mà lâu ngày vài tháng cái tem này nó không có bị bong chóc lên giống như cái phiên bản mà tem dán. Thì những nói trường hợp ví dụ như khi các bạn rửa xe các bạn, thì những cửa hàng bên ngoài thì vô tình là khi bạn rửa xe thì những cái tia nước mà lỡ xịt vô cái bộ tem thì đối với tem sơn nó sẽ rất là dễ bong chóc lên. Còn với những cái tem những cái tem dán nó nhìn thấy rất là dễ bong chóc, còn những cái tem sơn là nó theo màu sơn luôn, cho nên là các bạn cứ yên tâm về vấn đề và cái tem này ha. Rồi, thì các bạn nói sơ về cái mặt đồng hồ luôn nha các bạn. Về mặt đồng hồ thì các bạn thấy nè, thì nó được chia hai phần ở trên là đồng hồ cơ nha, có thông số ví dụ như là km nè, km tổng nè, phần dưới là mặt đồng hồ LED nha, nhìn thấy rất là sang trọng luôn. Và ở bên cụm bên tay trái thì nó có những thông số, những cái công tắc ví dụ như là cốp pha là chiếu xa chiếu gần đó các bạn, còi xi nhan nè, rồi xi nhan trái nhìn phải,
Và ở bên phần bên đây bên tay phải á, thì nó có thứ nhất á, là cái chức năng Aiden Top. Thì nhận nói sơ về Aiden Top ha, vì đối với chức năng Aiden Top á, là nó sẽ ngắt động cơ tạm thời khi các bạn mình dừng chỗ đèn xanh đỏ, nó sẽ tiết kiệm xăng hơn cho các bạn nha. Rồi cái bên ở phần phía dưới á, là nó là cái cụm đề ha. Và ở phiên bản này thì Honda cũng đã bỏ hẳn công tắc đèn, thì cho nên nó là chế độ đèn sáng tự động, cho nên á, khi các bạn mình sử dụng trong khu vực mà thiếu ánh sáng á, thì nó đỡ hơn trong trường hợp ví dụ như là mình quên mở đèn, thì mình cứ nghĩ là thiếu ánh sáng thì không sao, nhưng mà đối với người đối diện á, thì rất là khó quan sát, cho nên á, là nếu mà xe mình tự động sáng như thế này á, thì nó sẽ tốt hơn cho mình, an toàn hơn cho cả mình và đối phương nha các bạn. Về cái phần nói sơ về cái hệ thống khóa ha, thì hệ thống khóa này là sử dụng là khóa thông minh. Khóa thông minh thì nó bao gồm nó là có những chức năng ví dụ như là mở xe, khóa xe, mình sử dụng cái remote như thế này nè các bạn. Đây nó có hai nút ha, mở xe, khóa xe nè. Đây mở xe, khóa xe cũng như là tìm xe và chống trộm ha, nó có ba chức năng nha các bạn. Thì khi các bạn mua xe thì nhân viên bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng xe như thế nào, thì cho đầy đủ, nói chung là rất là đầy đủ cho các bạn nha. Rồi kế tiếp là cái phần bên trong ha, phần bên trong là hộp đựng đồ là 18 lít nha các bạn. Rồi cái bình xăng là 5,6 lít ha. Thì với cái 1 lít xăng của dòng xe SH Mod này thì đi tầm khoảng cỡ 40 đến 45 km, cho nên là 45 đến 50 km trên 1 lít xăng. Cho nên với bình xăng như thế này á, thì khi các bạn mình sử dụng á, là mình sẽ đổ đầy một bình xăng mà mình không cần phải lo vấn đề là bị hao hụt nhiên liệu do mình sử dụng đường dài ha. Ở phần bên hông xe á, thì nó có một cái tem rất là đẹp luôn. Ở phần phía trên á, là sử dụng là tem nổi 3D ha, SH Mod, và phần dưới á, là sử dụng là tem dán Limited Edition. Thì cái phiên bản này có nghĩa là bên mình chỉ sơn một số phiên bản thôi, có nghĩa là theo số lượng thôi, ví dụ như là 1.000 xe hoặc là 500 xe chẳng hạn, vài trăm chẳng hạn, vài chục chẳng hạn, thì khi mà đủ số lượng thì cửa hàng bên mình sẽ không có sản xuất theo cái màu sơn này hoặc là cái bộ tem như thế này nữa, cho nên khi các bạn mình sử dụng thì ít lo về trường hợp bị đụng hàng nha các bạn. Và ở bên đây thì có cái dãy màu cam chạy từ trên xuống, nó hình nhìn nó hơi xéo ha, nhìn thấy rất là đẳng cấp và cao cấp dòng xe SH Mod này luôn ha. Rồi về cái phần báo giá cho các bạn nha, thì dòng xe SH Mod này bên cửa hàng bên mình đang có chương trình là giảm trừ 2 triệu trừ đặng tranh giá, thì giá hôm nay sau trừ khuyến mãi ở phiên bản có ABS á, thì chỉ từ là 83.990.000 ha. Thì khi các bạn mình sở hữu những cái phiên bản màu sơn độ á, thì mình cần phải trả thêm tiền màu sơn độ nha. Thì nói chung á, là khi các bạn mua sơn những màu sơn độ này á, thì sẽ được hưởng chế độ bảo hành là 3 năm ha, bảo hành màu sơn đó các bạn. Về máy á, và cái máy và cái khung á, thì bảo hành là cũng là 3 năm hoặc là 30.000 km ha. Về cái phần quà tặng theo xe nha, thì các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại á, các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng nữa, là bao gồm một nón bảo hiểm, một áo thun, một áo mưa, 2 lít rưỡi xăng, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, mình sẽ được giảm giá là 50% phí thay nhớt. Song song bên đó, ví dụ mình có gắn phụ kiện thì nó vừa bảo vệ xe mình mà nó vừa làm xe mình nó là một cái điểm nhấn nữa, làm xe mình nó sắc sảo qua đẹp hơn, thì các bạn mình sẽ được giảm giá là 30%. Mình có thể là gắn những cái ốp chabo boe hoặc là phủ nano dưỡng màu sơn cho mình, chống bay màu sơn xe chẳng hạn, vân vân, tất cả các thứ, thì các bạn mình mua xe luôn sẽ được giảm giá là 30%. Và Nhật sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một cái chương trình giảm giá khác nữa, là chính là cái chương trình là thu xe cũ đổi xe mới. Ví dụ như là mình đang có một dòng xe đời trước mình không sử dụng, hoặc là xe khác hãng cũng được, thì các bạn có nhu cầu mình đổi xe luôn á, thì các bạn sẽ được giảm giá 1 triệu đồng trừ thẳng trên xe mới luôn nha các bạn. Đó, chương trình rất là ưu đãi cho các bạn luôn ha. Về cái chương trình trả góp á, thì dòng SH Mod này thì bên cửa hàng mình đang có chương trình trả góp, thì các bạn cần phải trả là 30% giá trị xe ha. Thì 30% nó có thể là tương đương tầm khoảng cỡ 24 đến 25 triệu, thì mình sẽ nhận được SH Mod như thế này ha. Rồi thì thủ tục lên như thế nào thì các bạn có thể là gọi cho Nhận qua số điện thoại là 0964 234 808, thì Nhận có thể là tính cho các bạn xem, nhờ nhận trả góp tính cho các bạn xem ha, hoặc là có thể là hỗ trợ cho các bạn lên hồ sơ online luôn. Rồi Nhận sẽ kết thúc clip ở đây nha các bạn. Nếu như các bạn thấy clip của Nhận hay và bổ ích, có thể là để lên một lượt đăng ký để ủng hộ cho Nhận nha. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ.